Chiều ngày 27 tháng 9, các lực lượng tìm kiếm tại vùng lũ thôn Làng Nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân. Nạn nhân được xác định là chị Hoàng Thị Quyến, sinh năm 1990. Được biết, gia đình chị Quyến có bốn người buôn bán hàng tạp hóa nhỏ trong làng. Chồng chị là anh Hoàng Văn Tuân, sinh năm 1987, bị trôn vùi trong đống đổ nát và đã tìm thấy thi thể vào ngày 10 tháng 9. Con trai thứ hai là cháu Hoàng Gia Bảo, sinh năm 2017, bị cuốn đi được người dân phát hiện và kịp thời đưa đến bệnh viện điều trị. Con trai cả là cháu Hoàng Xuân Phúc, sinh năm 2009, may mắn thoát nạn bởi trước ngày xảy ra mưa lũ, được bố đưa đến thị trấn Phố Đàng, huyện Bảo Yên, nhập học tại trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Bảo Yên. Trong suốt những ngày vừa qua, em Phúc luôn túc trực ở hiện trường để ngóng chờ tin tức tìm kiếm người mẹ đang mất tích từ lực lượng chức năng. Thậm chí, cậu bé mang theo cào, cạm cụi đào sới, cố gắng tìm mẹ đang bị vùi lấp trong bùn đất sau trận sạt lở kinh hoàng. Hình ảnh cậu bé nỗ lực tìm kiếm người mẹ khiến nhiều người không khỏi xót xa. Trên trang TikTok cá nhân, em Phúc cũng liên tục chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của cả gia đình và hình ảnh em chụp cùng mẹ trước đó để bày tỏ sự nhớ nhung gia đình kèm theo đó là những dòng chia sẻ mẹ ơi mẹ đâu rồi mẹ cho con biết là mẹ đang ở đâu đi con nhớ mẹ lắm mẹ đang ở đâu vậy mẹ ơi sau khi thông tin tìm thấy thi thể của chị quyến là mẹ em phúc được đăng tải phúc đã đăng tải hình ảnh ca gia đình trước khi xảy ra trận lũ quét kinh hoàng kèm theo dòng chia sẻ khiến nhiều người nghẹn ngào bố mẹ bỏ anh em con đi thật rồi sao mẹ biết con nhớ mẹ lắm không mẹ ơi bên dưới phần bình luận có rất nhiều người bày tỏ nỗi xót xa và để lại lời động viên phúc cố gắng vượt qua nỗi đau sống thật mạnh mẽ để còn lo cho cậu em trai bé bỏng còn đang điều trị tại bệnh viện một tài khoản chia sẻ hôm nay tìm thấy mẹ rồi phúc cố gắng lên em nhé hãy làm chỗ dựa cho em trai của mình nữa bố mẹ sẽ luôn dõi theo các em thương em một bạn khác gửi lời động viên mạnh mẽ lên Phúc ơi, thay ba mẹ nuôi dạy em trai thật tốt nhé. Hai anh em hãy cố gắng học tập thật giỏi, trở thành người tốt để ba mẹ ở nơi xa có thể yên tâm nhé. Trước đó vào ngày 10 tháng 9, tại làng nổ xảy ra trận lũ quét sạt lở đất kinh hoàng khiến 57 người chết, 10 người mất tích, nhiều người bị thương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã huy động hàng ngàn người tìm kiếm các nạn nhân. Ngày 21 tháng 9, tại xã Phúc Khánh, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã khởi công xây dựng tái thiết khu dân cư làng Nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. Ngày 27 tháng 9, lực lượng chức năng tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân mất tích, như vậy đến thời điểm này đã xác định là có 58 người thôn làng Nổ tử vong do thiên tai, hiện còn 9 người mất tích. Hiện tại, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai vẫn đang huy động hàng trăm người ở địa phương và thiết bị máy xúc vân vân, tập trung tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích. Sau 14 ngày thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả tìm kiếm nạn nhân vụ lũ quét kinh hoàng tại thôn Làng Nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai vào chiều ngày 24 tháng 9, gần 400 cán bộ chiến sĩ trung đoàn 98, sư đoàn 316 quân khu 2 và bộ đội biên phòng rút khỏi làng Nổ. Hàng trăm người dân thôn Làng Nổ và xã Phúc Khánh đã tập trung tại nhà văn hóa thôn để chia tay các cán bộ chiến sĩ bộ đội trước khi về đơn vị công tác. Hòa trong dòng người tiễn bộ đội rời làng, anh Hoàng Văn Thới, 32 tuổi, bật khóc nghẹn ngào. Thoát chết sau trận lũ quét kinh hoàng, anh Thới lại chịu đựng nỗi đau tột cùng khi mất mẹ già, vợ và ba con nhỏ. Cách đây hai ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể bé trai Hoàng Đức Lờ là con của anh Thới. Thi thể năm thành viên trong gia đình anh đã được các lực lượng tìm thấy. Giờ phút chia tay các cán bộ chiến sĩ bộ đội kết thúc nhiệm vụ, những giọt nước mắt của anh Thới đã rơi. Anh Thới cho biết anh quá xúc động, không biết nói gì hơn. Cảm ơn các chiến sĩ đã vất vả, không quản ngại khó khăn tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong suốt hai tuần đã qua. Anh Thới nói, các cán bộ chiến sĩ đã giúp tôi tìm thấy đủ thi thể các thành viên trong gia đình tôi để tôi lo hậu sự cho mẹ, vợ và các con tôi. Không chỉ tôi mà toàn thể nhân dân làng nổ chân thành cảm ơn, chúc các cán bộ chiến sĩ mạnh khỏe, công tác tốt. Giây phút chia tay, Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chính ủy Sư đoàn 316 quân khu 2 đã thay mặt các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn tại thôn Làng Nổ, gửi lời chia buồn sâu sắc đến bà con Làng Nổ và những gia đình có người thân mất tích trong trận lũ quét kinh hoàng. Mặc dù đã cố gắng hết sức và nỗ lực tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn còn những nạn nhân chưa tìm thấy. Ông Dũng khẳng định, làng nổ sẽ mãi mãi in sâu trong trái tim, tiềm thức và ký ức của cán bộ chiến sĩ của đơn vị và ông mong rằng các lực lượng ở địa phương sẽ tiếp tục tìm kiếm và cùng với người dân tái thiết bản làng sau lũ. Sau 14 ngày tìm kiếm thi thể nạn nhân, các chiến sĩ sư đoàn 316 đã rút khỏi làng nổ, công việc còn lại bàn giao cho lực lượng địa phương. Thượng tá Nguyễn Chí Thanh, phó chủ nhiệm chính trị sư đoàn 316 quân khu 2 cho biết, toàn bộ 300 quân nhân của đơn vị sẽ rút khỏi hiện trường sạt lở tại thôn Làng Nổ ở Bảo Yên, Lào Cai trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, lực lượng bộ đội biên phòng chó nghiệp vụ cũng được lệnh rút khỏi hiện trường. Sau 14 ngày tìm kiếm, riêng lực lượng của sư đoàn 316 đã tìm kiếm được 22 thi thể nạn nhân tại làng Nổ. Theo đại diện sư đoàn, điều ngậm ngùi nhất với cán bộ chiến sĩ là vẫn còn những thi thể đồng bào chưa được tìm thấy. Một số chiến sĩ bị thương do dẫm vào đinh, xây sát trong quá trình lội bùn, sư đoàn đã cử lực lượng thăm khám điều trị. Sau khi bộ đội rút, lực lượng của địa phương với khoảng 200 người tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Tính đến nay, công an, quân đội và các lực lượng địa phương đã xác định được 55 người thiệt mạng trong trận lũ quét kinh hoàng tại làng nổ vào sáng ngày 10 tháng 9, 12 người vẫn đang mất tích. Chiều ngày 21 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức khởi công xây dựng tái thiết khu tái định cư làng nổ, xã Phúc Khánh, tại huyện Bảo Yên. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, khu tái định cư làng nổ giai đoạn 1 được xây dựng trên diện tích khoảng 10 ha, mỗi hộ dân sẽ được sắp xếp khoảng 1.000 m vuông đất. Khu tái định cư làng nổ sẽ có 40 ngôi nhà 2 tầng được xây dựng, mỗi nhà có diện tích là 8 x 12 m thiết kế theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Tây, cùng với bếp, nhà vệ sinh, vân vân. Ngoài ra, khu tái định cư làng nổ sẽ có nhà văn hóa, trường học và hạ tầng đường, điện, nước để bảo đảm cho người dân sinh sống lâu dài. Dự án do Quỹ Tấm Lòng Việt Đài Truyền hình Việt Nam và Nhà Hảo Tâm tài trợ. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, gọi tắt là Petro Việt Nam, đã khởi công xây dựng khu tái định cư kho vàng tại xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Theo quy hoạch và thiết kế, khu tái định cư cho những người dân bị lũ quét tại thôn Kho Vàng được bố trí ở giữa thôn rộng 2,5 ha và đủ chỗ ở cho khoảng 40 hộ. Cũng theo cam kết, Petro Việt Nam sẽ hoàn thành việc xây dựng khu dân cư này trước ngày 31 tháng 12. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết mưa bão số 3 đã khiến địa phương thiệt hại nặng về người và tài sản. Tỉnh này có 150 người chết và mất tích, hơn 6.777 nhà dân bị sập đổ hư hỏng. Trong đó, huyện Bảo Yên bị thiệt hại nặng nhất với 69 người chết, 13 người mất tích. Riêng vụ sạt lở đất ở làng nổ đã làm 54 người chết, 14 người bị thương, 13 người mất tích. Tiếng mưa lộp độc vang lên từ rừng cọ. Có mưa, chắc sẽ có mưa to. Tiếng người lao sao ngay trước điểm trường làng nổ. Hàng đêm, mọi người cứ bàn luận, tối ngủ tại trường học hay về nhà. Người làng nổ vẫn chưa hết sợ. Thôn làng nổ là một miền quê tươi đẹp nên năm tháng rồi sẽ hàn gắn vết thương. Đêm ở thôn làng nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, tiếng nước suối rào rạc từ trên núi Con Voi chảy qua làng luôn là tâm điểm gây ra sự chú ý Tiếng sào xào vang lên trong tay, có vẻ nhẹ nhàng, nhưng âm thanh đó dường như đang khuếch đại đối với đồng bào địa phương vì nỗi ám ảnh lũ quét. Cụ Hoàng Văn Hòa vẫn đăm đăm nhìn dòng suối qua ô cửa sổ. Đi cắp thôn làng nổ, từ đầu tới cuối xóm, ai cũng mô tả lại âm thanh của buổi sáng ngày 10 tháng 9. Mỗi người nói một kiểu, giống xe chở quá tải đang trèo lên dốc, giống máy bay rơi. Chiều tối sập xuống thôn làng nổ rất nhanh vì mặt trời sớm ẩn sau lưng của dãy núi con voi. Đêm là lúc người dân làng dậm dịch di chuyển, chị Hoàng Thị Nụ xô so xoạt kéo trước cửa tôn và dắp lại cửa, trong khi mắt vẫn nhìn về phía suối, chồng chị là anh Hoàng Văn Hiếu, gói túm chăn và mang theo gói mì tôm. Bà Hoàng Thị Thắng và Hoàng Thị Cách nhớn nhác nhìn ra bờ suối, lắng nghe tiếng nước chảy. Bà Thắng nói rằng, ôi, anh, em mất, chị dâu mất, cháu mất, bà thím mất, nhà thì nứt hết, núi nứt, sợ quá nên đi ở nhờ, Quán nước của gia đình ông Ma Văn Phúc nằm trước điểm trường thôn làng nổ. Từ mờ tối đến khuya, bàn ghế đặt trước quán luôn là nơi đứng lên ngồi xuống liên tục với vẻ nóng lòng của nhiều người dân địa phương. Anh Hoàng Văn Vơi là con của bà Dương Thị Chiếm, là gia đình từng bị lũ quét làm trôi nhà vào năm 2008, vì vậy anh khá nhạy cảm khi mưa lũ. Khi tới trường thấy nhiều người ở, anh sang ở nhờ nhà người thân là chị Hoàng Thị Quyến cùng với anh Ma Văn Cường, Hoàng Văn Tình và Hoàng Văn Tin Phần lớn học sinh ở thôn Làng Nổ được cha mẹ chuyển ra điểm trường học bán chú cách thôn 5 km. Chị Hoàng Thị Thương đưa hai người con nhỏ đi địa phương khác vì con của chị cũng giống như một số đứa trẻ ở nơi này, cứ có mưa sấm chớp là ôm chân mẹ hối thúc chạy nhanh lên. Chị Hoàng Thị Sữa và Hoàng Thị Sách cứ buổi chiều tối là chuẩn bị bữa ăn cho ngày mai. Chị Sữa bê một nồi cháo lớn và cho biết mỗi bữa nấu mấy cân gạo vì số bà con đến xin ở nhờ là 24 người. Tình làng nghĩa xóm thì cùng giúp nhau, ai bớt sợ thì từ từ trở về nhà mình. Đi khắp xóm thỉnh thoảng lại gặp những ngôi nhà dân được địa phương huy động là điểm lưu trú của bà con. Trước những nhà này treo tấm bảng đỏ, khu vực cứu hộ cứu nạn nguy hiểm, không có nhiệm vụ cấm vào. Chị Lê Hoàng Thị Cảnh chạy xe máy hớt hải xuống khu vực, năm chiếc xe xúc đang ầm ầm đào bới tìm kiếm thi thể người mất tích. Cùng đi với chị có rất nhiều người là thân nhân của những nạn nhân mất tích chưa tìm thấy thi thể khi thấy nạn nhân được nhận dạng là anh nguyễn văn sứ không phải là người thân của mình chị long mồ hôi nước mắt và lẳng lặng ra về chị cho biết từ ngày có bộ đội đến tìm kiếm càng ngày em chỉ chờ ngóng tin bên bờ suối này thôi chưa đi làm gì được vì trông mong từng ngày ông ma văn quốc nhà ở trước điểm trường tiểu học làng nổ là người gần như bám hiện trường từ sáng tới tối người ông gầy dộc đi vì mỗi bữa chị ăn cầm chừng bát canh cá đuôi đỏ nấu với lá vón vén hút vào cũng chả ngon Ông chống cằm nhìn về phía bờ suối và kể chuyện đại nạn của gia đình. Con gái của chú là Ma Thị Châu, sinh năm 1992, làm dâu ở khu vực gần suối, gia đình bà Hoàng Thị Bùi. Vậy rồi lũ cuốn chết cả gia đình xui ra, con rể và con gái, chỉ còn có mỗi đứa cháu là Hoàng Ngọc Lan còn sống, đang nằm viện điều trị. Tại khu vực đồi Sim, tiếng máy xúc máy ủi vang lên suốt mấy ngày qua. Con đường lên đồi Sim thì cứ cong như hình lưỡi liềm ngay ngõ rẽ là rừng cây lá cọ xanh mướt như những bàn tay dơ ra, che nắng, che mưa. Một bên con đường này là rừng cây mỡ, quế, bồ đề, trầu, vân vân đang vươn lên thẳng tắp. Thỉnh thoảng đông bao người tay lại chạy xe lên đó để hóng tiến độ thi công khu dân cư mới cho bà con. Bà Hoàng Thị Son tấm tắc khen, chỗ này đẹp lắm, an toàn nữa, người dân ở nơi này thì yên tâm đấy những người lính dầm dập hành quân qua làng, lên bãi tìm kiếm và trở về, bước chân vào vòng xe của các đoàn từ thiện, nối nhau về thôn làng nổ, các tình nguyện viên, nhà từ thiện với bát mì gói sau chặng đường hành trình. Quỹ kết nối yêu thương lan tỏa nhân ái từ tận tỉnh Thanh Hóa, vận chuyển ba xe cầu xe múc vào tham gia thi công. Những hình ảnh này khiến người dân ở một miền quê yên bình, lao sao, dừng tất cả mọi công việc hàng ngày. Sau đại nạn thì càng hiểu hơn tấm lòng của người dân Việt Nam, bầu ơi thương lấy bí cùng. Anh Nguyễn Hồng Lam từ huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng cùng với chuyến xe tải vượt dặm đường xa xôi có mặt tại trung tâm huyện và cho biết cố gắng tiếp cận bà con sớm. Anh Lê Anh Đủ, Hiệp hội Hàng Việt Nam chất lượng cao di chuyển xe chở nặng hàng từ thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Mạnh Sơn, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã thì nói, lúc hoạn nạn thì càng thấy tinh thần đoàn kết của người Việt Nam.